mặt vàng quá ha. Có nên cứu em đi, cẩn thận, có nên cứu hay không? Gặp người hoạn nạn mình phải giúp thôi. Thử một lần đi ha. Một lần, hai lần à? Hai lần à. Mình đi nhỡn nhơ mà Buka đi lâu vậy? Buka mình đã cho chạy trước một đoạn rồi mà hồi nãy mình vượt qua Buka một cách dễ dàng. Đúng rồi. Ủa? Nếu như mình cảm thấy mệt mỏi quá với cuộc đời này, mình không thể đạt được những mục tiêu, những nấc thang cao hơn, thì mình phải cố gắng hơn nữa, không được từ bỏ. Đúng rồi Buka, cuộc đời của em cũng như con dốc vậy đó. Nếu mà em không leo được con dốc thì làm sao em có thể chinh phục được những ước mơ của cuộc đời mình. Em biết bạn như năm Đồng Nai không? Mình không, mình không leo được con dốc thì mình sẽ... Mình đứng ở giữa con dốc. Anh lăn em xuống con... sẽ không không. Anh lăn em xuống con dốc luôn đó. Bảo vệ phụ nữ. Ngày xưa khi mà giết bạn anh Dư Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình là anh giết ngay con dốc này nè. Ủa vậy hả? Tại vì mình đứng ngay dốc mình có quyết tâm, có ý chí. Anh giết sao giờ anh đứng hát lại coi. Anh Dư Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dư Lâm Đồng Nai đã cho đời căng thêm sướng vui. Thiệt á. Hay vậy á, hay ăn gian vậy đó. Đúng là Ôi. Đi học về, đi học về. Thiệt á, mặt vàng quá ha. Có nên cứu em đi, cẩn thận, có nên cứu hay không? Gặp người hoạn nạn mình phải giúp thôi. Thử một lần đi ha. Một lần, hai lần à? Hai lần à. Hồi nãy sao? Hồi nãy lừa gạt người ta. Hồi nãy lỡ dài, sống không nghiêm túc. Bị gì? Bị cái gì mà ôm vi phạm gì? Ôm cái bắp chuối. Vi phạm luật nhân quả. Làm gì như vậy? Nó căng thái này đau quá. Sợ một ca, sợ quá. Đau. Hả? Đau. Bị không vậy? Có thật sự căng không ạ? Hai người có phải đàn ông không vậy? Thì bạn kỳ ghê, đàn ông gì mà kỳ quá à. Rồi. Mày mốt còn gian hết. Bỏ. Mày mốt có nghe lời hai anh hay không? Nghe. Có ngoan ngoãn hai anh hay không? Ngoan. Anh biết rồi. Biết chỗ anh dân tên thiệt, thiệt tên anh nhẹ nhàng nè. Đưa tay ra, đưa tay ra. Đưa tay đâu đó. Ngã giờ biết sao. Rồi. Thả lỏng nha. Mà Buka biết tại sao Buka căng cơ không? Ta chạy. Đúng rồi. Thứ nhất là do mình mang giày không phù hợp. Ủa giày em phù hợp mà thời trang quá trời. Đó thời trang nè, em độn cao quá nè bé. Độn cao quá nha. Kiểu vậy đó, vậy da đen. Thứ hai là do mình không khởi động. Đúng. Khi mà mình vận động nhiều quá mình sẽ bị thiếu nước và thiếu năng lượng của cái chân đó. Mình vận động quá sức á. Nè nó đang bị căng nè. Tại vì cái chân em đang bị căng, em không có khởi động. Cho nên á em đi á là nó bị cứng chỗ này thì mình sẽ bóp nhẹ cho cái cục, cái gọi là cái cục cơ bị cứng á. Nó tan, nó giãn ra. Cái dây chằng nó đang bị căng quá thì mình phải làm như thế này. Đó. Cho nó đau một xíu thôi nhưng mà nó là đỡ. Cơ giãn dây chằng. Ồ đỡ thiệt á. Đỡ chưa? Rồi để chân lên. Rồi bây giờ đứng lên được chưa? Ủa, anh làm gì vậy? Không phải bi lắc, không phải bi lắc. Đừng chơi đó. Vậy. Ok. Nên làm nóng à. Rồi, đứng thử được chưa? Được rồi. Ủa đó chưa? Đó hơn chưa? Đó. Ok á. Thấy hai người anh này sao? Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Hai anh rất là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà tại sao không chỉ trước khi mình chạy á? Hồi nãy định chỉ rồi em lật đật em chạy đó. Mà chạy trước. Dạ là bây giờ bao nhiêu đó là mình đủ kinh nghiệm leo núi rồi đúng, đúng không? Đúng rồi, chỉ cần mặc quần dài rồi. Ê nhỏ này cái tính nó tẩy nha. Mà cái chân ngắn mà cứ thích chạy trước ha. Phải ha, sao mà xấu tính vậy ta? Ừ thiệt á. Tụi gái này kia chặt chân ha, bông gân. Vậy cũng tốt lắm luôn. Vậy hả? Đưa như chằng. Lúc đó ai cứu. Ngọn hải đăng ở trên biển rồi. Trời ơi, tôi tìm được con nhà của tôi rồi. Ôi,
mà vào hoa đi. Lâm như một bông hoa gì đó. Đẹp không? Thấy ghê. Không à, thấy ghê à. Sao vậy? Buka mà vô có đẹp. Thì màu vàng cái thêm màu hồng cái làm điểm nhấn. Wow, quá đẹp luôn nha. Giống như những bức tranh mà hồi xưa mình tạo dáng gì đó. Rồi chân đỡ chưa? Dạ đỡ rồi. Nhờ ai? Nhờ anh Dương Lâm Đồng Nai. Nhưng mà em luôn bỏ anh để chạy. Em xin lỗi anh. Em sống Lâm như vậy là sai sót. Mà Lâm làm gì đầu tóc rối bù xù vậy? Chui vô rối chui đây nè, đầu tóc rối thối gió thôi bay. Rồi bây giờ mình tới đây rồi mình làm gì đây? Các bạn có mệt mỏi không ạ? Rất mệt ạ. Có mệt, có khát nước, có đói bụng không ạ? Dạ có. Hơi hơi thôi. Hơi hơi thôi. Mà có gì ăn mà mời gì? Có chứ. Đối với SC, cái gì cũng có. Wow. Trời ơi, ông giác thêm hai chai nước suối rồi mà ông chạy nhanh vậy. Bây giờ đã lên tới đây rồi, đây là cái hành trình cuối cùng của chúng ta trong cái chuyến đi này rồi. Về cũng cần phải có tiền để trang trải, tiền xe đồ này kia đó, tiền ăn uống này kia. Bây giờ ai mà thua trong cái trò chơi này thì đại hai người còn lại. Đúng rồi. Chơi cũng được, nhưng mà chơi gì đừng chơi sức. Dạ, đi không ăn nữa. Đừng có chơi sức nặng, sức khỏe nha, em không chơi lại. Hồi nãy ông nói ở đây là có cái đặc sản. Ê, cái con gà này, hay mình chơi cái gì liên quan tới con gà đi. Chị bắt con gà. Bắt con gà. Lên nóc nhà. Chơi không? Không, bắt con gà của người ta, người ta bắt mình được sao? Vậy hả? Bây giờ chúng ta sẽ chơi với nhau một trò chơi đúng không ạ? Bây giờ ai mà cướp được hai chai nước này trước thì người đó sẽ là người chiến thắng. Rồi, hiểu luật chơi chưa ạ? Hiểu. Bây giờ chơi một lượt thôi nha, chỉ có một người thua thôi, tao có hai chai nước thôi. Sao anh thua người thua anh nhìn em? Thì đó anh hướng dẫn cho em, nhưng mà cái màu là em thua đó. Anh nghi ngờ hả? Đâu? Đi xa xa ra. Không phải đi xa 1 mét à. Xa xa ra. Không bao giờ nắm tay nhau à. Mấy người mà đàn ông không mà đi gần gần rồi sao giật lại. Chơi với đàn ông không khổ quá à. Thiệt thòi không có lợi cho anh đi. Làm gì, anh làm gì cái gì á. Ê! Không đá chai nha. Ê! Rồi, tách ra đi, tách đi. Đi ra. Ê! Anh giao lượng của anh gian quá à. Anh đi gần anh em nha, làm đứng không? Đi! Đi! Sao quá. Sao á, làm gì sợ thua hay sao? Không có nghe nhạc. Tao gái tao không sợ thua. Tao. Hồi nãy giờ anh làm gì hả? Đang cãi lộn luôn đó. Tao chưa phân biệt. Đang cãi lộn, tôi đang mà bước đây là đây nè. Đây nói là tao con gái, tao không sợ thua. Em đang cãi lộn. Tao là con. Tao vừa tới đây là con, tao vừa đang lưỡng lự về giới tính của mình luôn á. Em cũng đang cãi lộn mà sao em lại ý được? Đang cãi lộn luôn mà chơi lại được không? Chơi lại đi. Không, một lần nữa. Chơi lại là có nguy cơ em sẽ thua thì. Nhưng mà mọi người thấy không, Dương Lâm nè. Nè, trời ơi, eo bì nó hụt sạch lum la nè. Ba mình có một cái bữa đi về đâu có nhiêu đâu đúng không? Đúng rồi, trời ơi, tiền xe đâu có nhiêu đâu. Đúng rồi. Hey, thôi được rồi, nhà Lâm cũng gần Vũng Tàu, nghe ra địa phận Đồng Nai Lâm xin má làm chở mọi người về. Yeah. Okay. Chưa? Yeah. Rồi, vậy là cái thử thách vừa rồi là Lâm đã thua rồi. Cho nên là Lâm sẽ tìm mọi cách, mọi phương tiện để mà đưa hai chúng ta về đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi quê hương đất nước của chúng ta. Trời ơi, nói cái gì mà cồng kềnh vậy? Thiệt luôn á. Ủa thì tôi là dạo này sắm cái đĩa bay trời vậy. Thế giới cồng đó. Không nói. Thiệt. Nhưng mà bây giờ nè, mọi người thấy cái chuyến đi chơi này có thú vị không ạ? Quá là ý nghĩa, ngứa mặt quá. Tại đây chui vô bụi bông á. Đúng rồi. Với lại mình đi nắng như vậy mình hãy mắc cúp gọi là phấn xịn một xíu. Đừng mắc cúp phấn kia nó châm chích nó khó chịu. Vậy thì trong cái chuyến đi hành trình của chúng ta thì hai bạn thích cái điều gì nhất? Rang. Lâm mà Lâm thích đi chợ hải sản. Bởi vì là ở đó Lâm thấy được những con ốc bở mà nhỏ lớn như chưa là Lâm chưa thấy. Ủa con ốc mỡ nó như cục mỡ á. Đúng rồi, với lại thấy được những con ghẹ. Có cái bí quyết mà lựa ghẹ ngon. Ghẹ bông, ghẹ giống con cọp nữa. Dạ. Còn Rang ca. Xin mời áo hồng. Còn với bản thân em thì em thích hết cả cái chuyến hành trình này. Tại vì cái này em bớt thân thiện, thân thiện quá. Em một cái thôi. Em thích mà, thật sự em thích mà. Tại em thích trải nghiệm lắm. Em thích trải nghiệm này kia nọ. Nhưng mà cái em không thích đó là đừng có bắt em leo núi đạp xe đạp đồ này kia nọ các kiểu. Sao vậy? Tại vì cái hành trình ta nếu... có 3-4 lần mà em dắt thêm 2 cái này đó. Vậy mà nó thích hết sầu không? Không, nhưng mà ý em nói là nếu muốn em thích cái đó là phải chỉ cho em bí quyết trước thì em sẽ thích. Còn này tự nhiên thấy em vô vậy á, cái khi em tới khi em bị em gặp nạn lâm nguy đi, cái anh mới bắt đầu nhảy vô anh cứu em. Thì chương trình mình là chương trình bí kíp vàng mà, đúng không? Thì mình phải có trải nghiệm. Khi mà em gặp cái sự cố gì đó, em vấp ngã, em đứng chỗ nào em phải dậy chỗ đó. Khi mà anh chia sẻ cái lúc mà em hoạn nạn nó mới hay hơn. Chứ bình thường anh chia sẻ em có nghe không? Không. Em cứng đầu cứng cổ. Ủa thì nhưng là em thì đó,
Nhưng mà cái vấn đề là buổi đi chơi của ba chúng ta là rất là ý nghĩa. Tại vì chúng ta có rất là nhiều bí kíp nè, rất là nhiều mẹo vật nè, hay để cho những cái chuyến du lịch sau, những cái chuyến hành trình sau á, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.